ăn được chưa mày hả? Ăn đi. Ăn ha. Ừ, đã, ok. Mày ngon nha. Biết rồi, biết rồi. Sàn nhà có trơn trật gì lắm không? Mày đừng có chơi tao nghe. Tao bị mày chơi mấy lần rồi đó nghe mày. Tao ra tao ăn nha. Mày ngon không vậy hả? Thằng kia. Cái gì? Hả? Thằng kia. Cái gì cha nội? Kêu tao ra ăn kêu thằng kia là sao? Hả? Mày chơi tao nữa hả mày? Vũ. Mẹ cho mày ăn không ăn. Chứ mày kêu tao ra ăn mà thằng khốn nạn. Nè, ăn đi. Ừ, vậy ăn nha. Thấy rồi. Ừ. Ngon không? Thơm á, có vẻ thơm á, được á. Ừ. Ê, làm giật mình nè. Gì nữa? Kia. Cái gì? Rốt cuộc có cho tao ăn không? Ăn đi. Quần, dẹp mày đi mày, khỏi ăn nữa. Rồi, tao giận rồi. Thôi vậy ăn nha. Mày quát nữa mệt với tao nghe mày thằng kia. Khốn nạn, Hà Quy Vũ. Mày làm DJ riết mày bị điên rồi hả mày? Khùng.